nhân cổ trang thế hệ mới từng hứa hẹn hất Triệu Lộ Tư ra mé mương. Nay dính nghi vấn trốn nộp tiền thuế lên tới gần 155 tỷ đồng. Nữ nhân viên cũ vạch trần, netizen không tin nổi sau gương mặt xinh đẹp là cô gái thủ đoạn danh ma. Hàng loạt phốt cũ bị đào lại, ấm danh trà xanh, IQ thấp, say xỉn đạp người qua đường. Và đây là cách cô ấy thanh minh. Nhận ra luôn, Lưu Vũ Ninh có nguy cơ bị liên lụy, phim đắp chiếu vĩnh viễn. Cái tên sáng nhất trong vài ngày gần đây là Tống Tổ Nhi. Nữ diễn viên hiện đang vướng nghi vấn trốn nộp tiền thuế, kèm theo đó là loạt phốt cũ bị đào lại cho thấy nhân cách của cô nàng không hề tốt. Trước đó, Tống Tổ Nhi vốn là con cưng của khán giả xứ Trung khi đã đóng phim từ tấm bé. Trong vài năm trở lại đây, nhan sắc ngày càng nở rộ của Tống Tổ Nhi làm bao người mê mẩn. Cô còn được trao danh mỹ nữ cổ trang thế hệ mới, thậm chí được đánh giá cao hơn Triệu Lộ Tư bởi nhan sắc lẫn diễn xuất hơn hẳn. So sánh khi diện cùng tạo hình cổ trang, nhiều người nhận xét Triệu Lộ Tư chỉ xứng xách dép cho mỹ nhân cùng tuổi. Vậy nhưng mọi sự yêu mến, kỳ vọng của khán giả dành cho Tống Tổ Nhi đang dần tan biến khi hay tin cô nàng vướng phải nghi vấn trốn nộp tiền thuế. Theo blogger đưa tin, nhân viên cũ của Tống Tổ Nhi sau khi nghỉ việc đã quay lại bóc phốt nữ diễn viên, cho biết Tống Tổ Nhi né nộp thuế, số tiền lên tới gần 155 tỷ đồng. Trang Sohu giải trí cũng đưa tin, cho biết Tống Tổ Nhi có liên quan tới 4 công ty, 3 trong số đó đã giải thể. Vị nhân viên cũ đứng lên tố cáo kia chia sẻ rằng, trong những năm 2017 đến 2019, Tống Tổ Nhi đã lập ra những công ty này để chuyển đổi số tiền thu nhập cá nhân thành khoản lợi nhuận doanh nghiệp, qua đó có thể tránh né được nghĩa vụ nộp thuế. Sau khi Tống Tổ Nhi dính phốt, fan nhanh chóng đòi liên hệ với công ty quản lý của nữ diễn viên. Thế nhưng, phía công ty điện ảnh Hỷ Thiên, nơi được cho là công ty quản lý trước đây của Tống Tổ Nhi đã lên tiếng phủ nhận, cho biết từ tháng 10 năm 2020, nữ diễn viên cùng người thân đã đòi lại toàn bộ giấy tờ hồ sơ và tự mình quản lý. Hợp đồng giữa hai bên đã kết thúc từ ngày 28 tháng 11 năm 2022. Vừa bị bóc vụ thuế, Tống Tổ Nhi còn gặp kiếp nạn liên hoàn khi blogger bắt đầu đi mỏ phốt cũ của cô nàng. Trước đó, Tống Tổ Nhi từng bị chụp lại ảnh say xỉn, đạp phải người qua đường. Studio của Tống Tổ Nhi lên tiếng thanh minh rằng người bị đạp là staff rất thân với Tống Tổ Nhi nên hai người chỉ đang đùa giỡn. Nữ diễn viên còn bị chê là có IQ cực kỳ thấp khi đưa ra lời thách thức phóng viên, nghe nói blogger bảo tôi say, thế thì tôi phải tự phạt một ly mới được. Hay khi đăng clip tạm biệt đoàn phim còn gắn caption, ngày đóng máy, cơn bão cũng đến tiễn tôi. Trong khi lúc đó, cơn bão đang gây thiệt hại rất nhiều. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị mắng là trà xanh khi liên tục thả thính bạn diễn Bạch Vũ. Hiện tại, bên cạnh fan của Tống Tổ Nhi thì người lo lắng nhất là bạn diễn của cô trong Khom Lưng Cùng Vô Ưu Độ, đó là Nhậm Gia Luân và Lưu Vũ Ninh. Hai bộ này chưa lên sóng, nếu vụ ồn ào của Tống Tổ Nhi là thật thì nguy cơ phim đắp chiếu rất cao. Mặt khác, do Tống Tổ Nhi góp mặt trong nhiều dự án lớn nên có nhiều tin đồn cho rằng các nền tảng và các bên liên quan đang cố gắng hộ giá nữ diễn viên qua kiếp nạn này.